Rồi bữa giờ anh em hỏi mình là bóng đèn ốp ram còn bán không, thấy đăng anh em thì thực ra còn bán nha, tại nhiều anh em chúng ta không ít 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 coi thì anh em ít biết, chứ cái này bán từ lâu lắc rồi đến giờ vẫn vẫn còn bán nha anh em, và anh em quen rồi cho nên là khách quen quen nhiều quá mình cũng quên cái mã này đi. Bữa giờ chơi mấy mã lớn như là bô bựng yên niềng các thứ không mà mình quên mất đi là mình cũng quay những cái nhỏ cho anh em. Ok ha, thì hôm nay giới thiệu cho anh em cái đèn ốp ram nha anh em. Ốp ram thì quá là quen với anh em rồi, mình cũng không có giới thiệu nhiều cho anh em nữa. Bóng này là bóng dòng tăng sáng phá sương nha, bóng này siêu sáng luôn, công suất 35W siêu mạnh luôn em, chiếu xuyên màn đêm luôn. Dòng này là dòng tăng sáng này, extra visibility nha anh em, cho nên là em cứ yên tâm mua bóng này về hôm sáng là chặt đầu mình luôn đi ha. Đó thì cái mức giá nó vẫn như vậy nha anh em, 2 năm rồi giá không thay đổi, 115 ngàn một bóng. Ngày xưa thì nó là 110 ngàn anh em, hãng nó tăng lên 5 ngàn thì mình cũng tăng 5 ngàn theo thôi, chứ mình cũng không lấy mắc anh em, tại vì cái sản phẩm này nó rất là nhiều anh em mua, cho nên là mình cũng cố gắng mình điều chỉnh cái giá làm sao để nó ít xê dịch nhất cho anh em. Chúng ta còn mua về anh em bỏ sỉ lại, hoặc là anh em mua về anh em làm thợ, anh em gắn cho khách, cho nên là mình cũng rất là ít khi mà điều chỉnh giá lại nha anh em nha. Thì về mức giá là 115 ngàn một bóng. Bóng này thì nó có những cái công nghệ sau đây, mình có thể qua cho anh em nè, những cái cải tiến nè. Thứ nhất là nó sử dụng cái dòng là ALS nha anh em, là cái dòng mới ha, công suất là 35W luôn, 12V 35W, dòng On Season Super. Đó là On Season có nghĩa là các mùa trong năm, và Super là siêu sáng, kiểu nó dạng là tăng sáng các mùa luôn. Có nghĩa là anh em đi trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, trời giông đều được nha. Đây thì ở đây nó có những cái mà điều nổi bật mà hãng họ đã để trên này cho mình. Tất nhiên những cái gì không nổi bật thì họ giấu mẹ đi rồi, mình không biết được đâu. Chỉ có những cái điểm nổi bật họ để trên này thôi. Nhưng mà theo mình nó thì ốp ram nó có một cái mà cái khả năng tiếp cận nó hơi kém, đó là cái giá. Vì giá ốp ram không có rẻ nha anh em, 115 ngàn một bóng đèn cho Rimway, mà thuộc dạng cái dòng Rimway là cái bóng đèn mà rẻ nhất rồi đó. Còn những cái bóng mà cho Vespa hay là SH của nó ấy, nó tới tầm 200 mấy 300 ngàn một bóng luôn, nó khá là mắc. Cho nên là cái vấn đề của ram nó gặp phải nó không phải là bởi vì chất lượng, mà là vì cái giá của nó hơi mắc ha. Bởi vì bóng này là bóng của Đức nha anh em, được sản xuất ở Trung Quốc nha, thương hiệu Osram là thương hiệu của Đức nha anh em, đây Made in China này, nhưng mà thương hiệu Osram là thương hiệu của Đức và được đặt nhà máy sản xuất ở Trung Quốc theo công nghệ và dây chuyền của Đức nha anh em nha, nên là anh em yên tâm. Đây mình có những thông số nổi bật hãng để cho mình. Lifetime có nghĩa là cái tuổi thọ thì nó sẽ ngang với bóng zin nha, tuổi thọ ngang bóng zin, bóng zin này anh em biết rồi, xài mấy chục năm không hư. Distance có nghĩa là độ sáng xa, đây nó sẽ sáng hơn bóng zin một nấc luôn nè. Ok chưa? Brightness có nghĩa là cái độ mạnh của sáng, có cái này là sáng xa nha, có cái này là sáng mạnh nha. Sáng mạnh nghĩa là sáng 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 nhiều hơn á, sáng nó nhiều hơn á, là 30% nữa. Và cuối cùng là light color nó sẽ giảm đi một nấc này, có nghĩa light color nó sẽ là cái màu sáng, thì màu sáng standard là màu sáng tiêu chuẩn thì nó sẽ giảm hơn một nấc, có nghĩa là cái này nó sẽ hướng về màu vàng, mà màu vàng nắng nha anh em nha, chứ không phải là màu vàng khè kiểu màu vàng của nến nha anh em. Đó thì bóng này vẫn giữ giá 115 ngàn cho anh em gắn cho các dòng đời đầu như là Rim Way Future đời đầu, cũng như là các dòng xe Trung Quốc như Rim Way Trung Quốc đời đầu là anh em đều gắn được nha. Ok, anh em là chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đạt để mua một bóng về sử dụng nha.